Xin chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn thêm một trang sách kỹ năng nữa cho con về kỹ năng không mở cửa cho người lạ. Ở trang sách này thì mình có một số hình ảnh như sau. Đây là hình ảnh của con này, các bạn có thể giả định là con nhé. Tiếp nữa là hình ảnh của người xấu, của người lạ. Thì ở đây thì mình có hình ảnh của ngôi nhà này. Ví dụ như trong cái trường hợp là một ngày vào buổi tối hoặc là vào ban ngày, khi mà cha mẹ không có nhà, khi mà cha mẹ hay là ông bà không có nhà, thì lúc mà ba mẹ đi ra ngoài thì con ở nhà một mình, con đã khóa cửa trong ấy. Thì ví dụ như trong trường hợp mà có người lạ, ví dụ như là cái lúc đó là trời mưa rất là to đi, rất là to, thì có người lạ đứng ngoài cửa và gõ cửa, bấm chuông, người lạ bấm chuông và muốn gọi là con ơi cho chú vào nhà với, trời đang mưa rất là to. Thì trong cái trường hợp này các bạn cần phải dạy cho con như sau. Khi mà ba mẹ vắng nhà thì con hãy khóa cửa thật chặt. Nếu như người lạ đòi vào nhà thì tuyệt đối không được mở cửa. Bởi vì là khi người lạ nói rằng là trời mưa rất to, thì có thể là những cái điều mà muốn con cho vào nhà ấy, thì những điều mà thầy cô đã dạy con từ buổi trước, thầy cô hay cha mẹ nhắc nhở con là phải giúp đỡ người gặp khó khăn, đúng không? Thì trẻ rất khá là dễ bị mâu thuẫn ở trong cái vấn đề này. Thì các bạn vẫn phải nhắc nhở cho con là những lúc đó thì không có người thân bên cạnh thì thực sự là rất là nguy hiểm cho con. Bởi nếu như người lạ mà vào nhà thì có thể bắt cóc con, có thể đưa con đến một nơi xa và không có bố mẹ ở bên cạnh, không có người thân bên cạnh. Đó. Còn trong trường hợp đó là trong trường hợp người lạ gõ cửa và đòi vào nhà. Trường hợp thứ hai là người lạ nói là bạn của bố mẹ và muốn được vào nhà. Thì trường hợp này con nên làm như thế nào? Con nên làm như thế nào? Thì các bạn cần phải dạy con cách là hãy hỏi rõ tên, hỏi tên để ghi nhớ lại và để con ghi nhớ lại, và sau đó gọi, sau đó khi nào mà ba mẹ về thì con báo lại cho ba mẹ, hoặc là có thể gọi điện để xin ý kiến của bố mẹ. Đó, như vậy thì giúp con có thể tránh được cái trường hợp rủi ro nhất là người xấu có thể vào nhà. Khi con mở cửa cho người xấu vào nhà thì người xấu có thể dễ dàng bắt con đi. Đó, đây là hình ảnh trong trang sách mà các bạn có thể sử dụng. Các bạn có thể sử dụng các câu chuyện đời thường hoặc là các câu chuyện cổ tích cũng được. Như vậy có thể giúp con dễ dàng hiểu được cái câu chuyện và cái kỹ năng mà con cần phải có khi mà ba mẹ không có nhà. Đó là một số, đó là cái kỹ năng không cho người lạ vào nhà khi mà ba mẹ không có nhà. Chúc các bạn có thể truyền tải được thông tin một cách tốt nhất cho con và dạy con có những kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ bản thân.